Thì game này tải trên CS Play nha mọi người ha. Thì mình sẽ bắt đầu Cheetah nha. Lần đầu tiên là 610 điểm mà dùng 60 giây mọi người ha. Canh em một vàng và đạo thôi. Đấy, ăn được cụ vàng này là mình khỏe rồi đó. Để mình canh nè. Lắm. Phải ăn mấy cục vàng này mới chịu nổi nữa, không mà thua mọi người. Nó bây giờ mình thoải mái rồi đó. Cũng rất là dễ chơi mọi người, mọi người cứ tải lên trên CS Play gì chơi nha. Đá này là cũng ngon đó, điểm cũng cao. Lớn lúc họ vừa kiểm bức mọi người. Thế là này con này quảng cáo đó mọi người. Mình thoát ra kìa. Game này quảng cáo ghê. Rồi qua vòng 2 rồi mọi người. Điểm là 1.100, mình đã 1.500 là mình qua rồi đó. Nhưng mà mình dẫn đạo mọi người ha. Trời ơi, ăn đá không mày trời. Đá hơi sắp chết quá. Ăn cục vàng 500 điểm mọi người. Trời ơi, quá đã. Ăn cục vàng luôn. Thì chơi rất là dễ mọi người ha. Chỉ cần canh ngay nó gần tới bấm chạm bất cứ nơi đâu là cũng có điểm mà. Chứ lên nổi mà, chắc lên nổi rồi. Giờ là qua tới vòng 3 mọi người ha. Chơi các bạn xem ha. Ăn cục đá này trước đi. Nó xử lý cái viên đạn bự này trước. Ăn viên đá. Mình sẽ đứng lại mình lấy màn hình luôn. Người ha, tiếp tục nữa. Quảng cáo luôn mọi người ơi. Quay nè. Bốn này ha. Đủ bốn con mấy con chó. Ăn đá này no rồi. Hết giờ. Ăn đá rồi. Vàng bự cho các bạn xem. Yeah.